Vật vờ, mệt mỏi vì nhiều ngày qua phải làm việc tại trụ sở công an, nhưng người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin con mình cùng một nhóm đối tượng gần 30 người khác đem hung khí đi đánh nhau. Bởi với anh, đứa con mình nuôi dạy ở nhà không thể làm những điều ngoài sức tưởng tượng như thế. Tôi cảm thấy là thực ra là sốc. Mình không nghĩ đâu là cái câu chuyện này nó sẽ xảy ra. Thế thực ra thì đây nó chỉ là trên mạng, nó chat chat với nhau, thì nó có thách đố nhau, đấy là cái trường hợp đấy thôi. Vì con tôi thực ra mà nói, để mà nó cái cảm tử, để mà nó đi cái trường hợp này, thì tôi hứa với các bên công an là không bao giờ con tôi nó có những cái trường hợp ý được. Em bị đánh xong rồi em cũng có đăng bài viết là có hai bạn đánh cầm đồ trên đường. Thì bạn ý vào inbox cho em cả em đánh nhau. Lúc đấy em muốn tìm được bạn ý để đánh cho bằng được. Nên khi bị bắt thì em cảm thấy hối hận. Và mình cũng quá gọi là bồng bột. Sự việc đã rõ mười mươi. Từ hình ảnh, clip đến những lời khai. Gia đình có không muốn tin cũng phải tin. Con cháu mình ở ngoài ngỗ nghịch và manh động đến như thế nào? Gia đình và cũng nhờ cả xã hội các thứ dạy dỗ cho cháu, chứ cũng không ai muốn là để cháu phạm vào cái tội này. Đúng là hân nhiều khi hân nhỏ, nhưng mà thực chất ra là hân cái nghĩa bạn bè thế này thôi, chứ cũng không có gia đình họ ông cũng giúp đỡ cháu, bảo là cháu ăn học cho giỏi, chứ cũng không bảo là cho cháu đi đâu cả. Trên thực tế cũng có nhiều trường hợp bố mẹ là người tốt, có đủ kiến thức và trình độ hiểu biết, nhưng không chú ý đúng mức đến việc giáo dục con cái hoặc không có điều kiện giáo dục chúng. Vô tình, trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân từ sự thiếu quan tâm, giáo dục không đúng cách từ gia đình, dẫn đến tâm lý lệch lạc, tự do, ngang bướng, thậm chí bất cần. Chúng dễ dàng phạm tội khi bị rủ rê, lôi kéo. Bạn Lê Nguyên, bạn ấy có nhắn tin cho em, bạn ấy rủ em là tối đi chơi ạ. Chứ bạn ấy không rủ trước và đi đánh nhau gì ạ. Nhưng mà em biết trước rồi, bởi vì tối hôm trước đấy là bọn em đã bị một nhóm đánh trước rồi ạ. Em thấy rất là hối hận, kiểu em nghĩ là bố mẹ ở nhà mất ăn mất ngủ ấy ạ. Mẹ cũng có chửi, tại vì giờ lớn là cũng không đánh nữa. Lúc đấy em cũng suy nghĩ là bạn không đi tụ tập đánh nhau và chơi bời nữa. Nên lúc xảy ra sự việc thì em cũng có bị vài ba câu chửi mà không kiểm soát được. Trong hầu hết các vụ việc thì có rất nhiều đối tượng đã từng bị các cơ quan chức năng bắt giữ xử lý, thậm chí đang chờ thi hành án, cũng như do cái tuổi đời còn trẻ đang được hưởng án treo nhưng vẫn vi phạm. Vấn đề này thì cũng do cái chế tài cũng như là cái tuổi đời của các đối tượng còn là vị thành niên nên đã được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ cũng như là cái quy định về việc giam giữ. Mặc dù tính chất của vụ việc là nghiêm trọng, là rất nghiêm trọng, tuy nhiên không thể áp dụng biện pháp để giam giữ đối với các đối tượng này được. Ý thức đến trước, hành vi là thứ theo sau. Khi nào trẻ vị thành niên chưa hiểu những điều cơ bản về pháp luật, dễ dàng để tiếp cận những hành vi sai lệch tràn lan trên mạng xã hội, thì lúc đó nguy cơ trẻ vị thành niên phạm tội vẫn tiếp diễn phức tạp, tinh vi hơn.